Đường bê tông mới đổ 5 mét, cách đường lớn hơn 100 mét. Đây là sân. Nhà làm 5 mét, 1 mét đường luồn đi ra đằng sau vườn. Đây là phòng khách. Phòng khách rất là rộng. Ôi, em đây, kê salon đây. Rất là rộng. Nhà em mới làm được 2 năm. Nhà xây kiên cố. Cửa ngõ nhôm kính hết toàn bộ. Phòng ngủ. Phòng ngủ học cho con, phòng em làm rất là rộng nhá. Ơi. Đây hai đằng cu nhà em đây. Rất là rộng, hệ thống điện, điều hòa các thứ. Em làm giờ điện hết sẵn toàn bộ. Xây kiên cố, điều hòa. Điện nước đầy đủ. Phòng thứ hai. Trần thạch cao. Phòng rất rộng, để tủ đấy ước em còn thừa. Phòng em kê một cái giường 1m6. Em còn thừa được gần 1 mét. Phòng làm rất là rộng. Gạch nền em ốp bằng gạch 60 nhé, giả đá. Ốp hết toàn bộ chân tường từ trong ra ngoài. Hết chân tường từ trong ra ngoài. Đây là khu bếp. Hết hai phòng ngủ, phòng khách, hai phòng ngủ đến bếp. Hai gian tầng âm ở dưới. Bếp này, khu nấu nướng này. Thì rất sạch sẽ, gọn gàng. Rất sạch sẽ, gọn gàng. Đây liền ra là nhà vệ sinh, sân phơi. Nhà em làm rất là gọn gàng, sạch sẽ. Đây, chậu rửa bát. Chậu rửa bát đây, liền với dàn luôn. Rất là tiện. Máy giặt. Các thứ. Để bán nữa. Gạch lát em mua toàn gạch loại đắt tiền, không phải là gạch vụn vặt. Sân phơi quần áo. Khép kín. Nhà tắm của em đây. Rộng rãi, thoải mái luôn. Đủ mái nha, đủ mái chứ không phải đấy nha. Tất cả điện nước các thứ đều ốp bằng loại gạch, toàn loại gạch đắt tiền. Bên này là toilet. Thật sự là đấy, xem hình ảnh là các biết là nhà em là mới như thế nào. Lâu hay mới thì các bác tự biết, từ đánh giá. Đây sân vườn sau. Vườn sau này em đây, xây bờ rào kín hết đây. Xây bờ rào, đã xây bờ rào kín hết. Em còn 10 mét đất đằng sau nữa. Từ nhà ra còn 10 mét. 16, 60, 6, 70 mét vuông đất vườn. Hai gian tầng âm ở dưới chăn nuôi. Chăn nuôi gà vịt thoải mái luôn. Thì là em đang xuống tầng âm. Tầng âm của em đây. Tầng âm của em đây. Một gian tầng âm. Đây, gian thứ hai. Hai gian tầng âm này là vào tầm 50 m². Tổng nhà lớn là 100 m². Khu này là em chăn nuôi gà vịt.
Đấy, ra vườn cổ cửa ra đằng sau luôn. Nhà em đây, trên đất trồng rau nuôi gà.